Hello, xin chào thầy các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020 và bây giờ thì cũng là gần 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể là lên kênh YouTube này nhá. Các bạn lên kênh YouTube này. Các bạn chưa biết mua điện thoại cũ đâu, các bạn có thể lên YouTube này. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV nhé. Đây, Phú TV đây, các bạn sẽ ra kênh, là kênh mình là được hơn 50k lượt sub, các bạn kích vào đăng ký kênh này. Đấy, bật chuông thông báo lên và mỗi tối mình sẽ ra clip phát livestream bán clip thanh lý giá cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Thì là hình thức mua hàng bên mình, các bạn có thể là liên hệ cho mình là qua số 2 số điện thoại nhé, một là 0966221789 này. Đấy, số này là số 1 số mình nhá. Và là 0833221789. Đấy, và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhé. Và hôm nay thì bên em lại về được mấy mẫu giá rẻ thanh lý cho bạn, thì mình sẽ giới thiệu luôn cho bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, là con Samsung Tab 8A 2019. Con Samsung Tab 8A 2019 này thì mình sẽ sơ cua qua cho các bạn. Thì là con này thì là gì nhỉ? Con này là bản công ty nhé. Con Tab 8A này bản công ty, con này còn bảo hành đến gần 300 ngày ở chính hãng Samsung nhé. Con này còn bảo hành gần 300 ngày. Mình vừa mới check xong. Đấy, con Tab 8A 2019 này. Con này thì là gì nhỉ? Con này thì là còn bảo hành gì nhỉ? Đến tận gì nhỉ? Bảo hành gần 300 ngày nhé. Bảo hành chính hãng của Samsung. Con Tab 8A này thì là ngoại hình của nó, thì con này sẽ tặng kèm với bằng cái ốp nhá. Con này thì khách vừa mới mua mà, khách dùng rất là dữ, dùng cả ốp rất là dữ này. Ngoại hình thì con này còn 90/90%. Ngoại hình thì con này rất là đẹp nhé. Đây. Ngoại hình thì con này thiết kế rất là đẹp này. Màn hình của nó thì là màn hình của nó 8 inch. Đấy, màn hình LCD, con này là 8 inch. Thiết kế rất là xinh và rất là đẹp nhé. Con Tab 8A này sẽ tặng kèm vào một cái ốp bao da này luôn. Con Tab 8A này thì có hỗ trợ là sim 3G, 4G nhé. Có hỗ trợ là sim 3G, 4G. Các bạn có thể lắp sim 3G, 4G vào để vào mạng hoặc là để nghe gọi cũng được nhé. Đấy. Sim 3G vào mạng hoặc là để nghe gọi cũng được. Đấy. Con Tab 8A 2019 này thì là ngoại hình thì đây, rất là đẹp. Pin thì là pin con này là pin hơn 5000 các bạn nhé. Màn hình của nó là màn hình LCD 8 inch. Thì mình sẽ kết nối coi như là wifi, mình sẽ xem phim nghe nhạc cho bạn nhé. Đấy, con này có bảo hành tận 300 ngày cơ. Gần 300 ngày. Nói chung là Samsung thì các bạn cực kỳ ok. Cấu hình con này thì nó là phiên bản của nó là RAM 2GB. Này. Này, con này là chạy RAM, con này là RAM 2GB nhé. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Thì là con này thì là chạy chip Snap các bạn nhé. Con này thì là chạy chip Snap. Đây, mình sẽ vào coi như là xem phim nghe nhạc cho bạn này. Đấy, con này dùng rất xinh. Các bạn mua về này, mua về để ví dụ mà tặng các em nhỏ để học online tại nhà rất là tuyệt vời. Đấy, mua về để học hoặc là làm văn bản cái gì đấy, hoặc là học online tại nhà rất là thích, rất là ok nhé. Con này thì hôm nay vừa mới cắm bên mình hết hạn xong. Nói chung là rất nhanh. Covid-19 thì thấy bảo đang miền Nam đang rất là phức tạp, thì các bạn là tránh hạn chế ra đường các bạn nhá. Đấy. Đây, nghe nhạc thì là hai loa kép, nghe cực sướng các bạn nhé. Đấy. Đây, có đó là cái gì nhỉ? Một loa bên này và một loa bên này. Đây, các bạn nghe nhạc cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê nhé. Đấy. Đây. Các bạn mua về đọc báo xem phim hoặc là các bạn mua về mà tặng các em nhỏ rất là ok nhé. Đấy, rất là nhanh. Nói chung là hàng của Samsung các bạn, cái chip RAM của nó thật xử lý rất là ok các bạn chưa. Bạn và sản phẩm Tab 8A 2019 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.600.000 nhé. Đấy, có cả chức năng quay phim, nghe nhạc, chụp ảnh, nói chung là vào cả nghe gọi rất là tuyệt vời nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Tab 8A này, các bạn nhanh hàng được sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán ở xa bên ngoài của ship các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cái con này. Con này là con gì nhỉ? Redmi. Con này là Redmi C11 nhé. Con này là Redmi C11, con này là mới ra mắt nhé. Redmi C11 đó là thiết kế camera rất là đẹp nhé. Đấy, màn hình của nó, tên là màn hình của nó là Full HD. Màn hình con này là Full HD nhé. Con này thì là màn hình của nó là gì nhỉ?
625 inch mình xem kỹ cho các bạn. Con này là HD cộng nhá, màn hình của này của nó là HD cộng, màn hình của nó là tràn viền. Tràn viền giọt nước có như là 6,5 inch nhá. HD cộng này. Đấy, pin con này là dung pin bịn là dung pin 5 viên pin 5000 các bạn nhé. Con này thì là mưa mới ra xong. Con này thì khách cũng là đáo hạn bên mình này. Con này là RAM 2, bộ nhớ trong là 32GB, loại 8 các bạn nhé. Đấy, được cái là màn hình của nó là 6,5 inch. Thiết kế camera này cực kỳ sắc đẹp này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, màn hình 6,5, pin 5000 các bạn dùng thì khỏi phải chê luôn. Pin 5000 các bạn dùng nói chung là quá trâu bò thôi. Những đời mới bây giờ thì cái nó thiết kế đẹp và thứ nhất là pin trâu bò. Đấy, các bạn mua về xài hoặc là tặng ông bà bố mẹ hoặc là các em học sinh thì rất là tuyệt vời. Còn Redmi C11 này thì là bên mình đang bán các bạn với giá là 1.900.000. Đấy. Chỉ với giá là 1.900.000 các bạn đã sở hữu là màn hình của nó là 6,5 inch, pin 5000. Nó thật các bạn dùng những sản phẩm này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít các bạn nhá. Thiết kế rất là đẹp, camera này vuông vắn rất là xinh nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Redmi C11 này các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhá. 1.900.000 các bạn nhá. Đây. Và iPhone đi. iPhone thì hôm nay nhà mình lại về được con iPhone này các bạn nhé. Đó, iPhone này thì hôm nay nhà mình vừa mới về được iPhone. Đó, con này là hôm nay nhà mình về được con iPhone 6 này. Con này là bản quốc tế 64GB. Con này là iPhone 6 này, con này là bản quốc tế 64GB. Con này thì là gì nhỉ? Con này thì là hôm nay thì ngoại hình thì còn 90%. Con này thì mình check cho bạn là full xanh nhé. Chỉ là duy nhất là mỗi thay cho bạn là viên pin rồi. Mình đã thay viên pin cho bạn là 100% rồi các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thay đã thay pin mới cho bạn 100% rồi. Đấy, con này mình đã thay pin mới cho bạn là 100%. Con này thì mình check cho bạn là full xanh hết rồi, chức năng chưa sửa chữa gì. Chỉ duy nhất mỗi là viên pin là mỗi viên pin của nó là gì nhỉ? Thay thôi. Đấy. Con này là tất cả là dùng bình thường, vân chân vân tay đầy đủ, bản quốc tế 64GB. Con này là bên mình đang bán bạn với giá là 1.500.000 nhé. Con iPhone 6 thường, con này là bản quốc tế 64GB. Bên mình đang bán bạn giá là 1.500.000. Tình trạng là máy bị iCloud ẩn nhé. Đấy, con này là bị iCloud ẩn. Nói chung là iCloud ẩn các bạn dùng bây giờ không bao giờ sợ nhé. Các bạn dùng sau này nó bị lỗi hay là bị vô hóa hay là bị mật khẩu thì các bạn có thể là mang đi BBAT. Thứ nhất là BBAT nghe gọi, và thứ hai là các bạn có thể là BBAT và để chơi game xem phim qua nhạc cũng được. Đâm là các bạn mua iPhone bây giờ các bạn không bao giờ sợ mất tiền như ngày xưa được các bạn nhé. Con này iPhone 6 thường ẩn iCloud, con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.500.000, phiên bản quốc tế 64GB các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, con này là main zin, màn zin. Chỉ duy nhất là mỗi là thay viên pin các bạn nhá. Đấy. Đây. Tiếp theo là mình lại có con giá rẻ cho các bạn nhá. Tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Oppo. Con này là Oppo A33. A33 thì con này thì các bạn dùng chống cháy rất là ok. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là gì nhỉ? A33 này là 500.000 các bạn nhé. Con Oppo A33 này là 500.000, các bạn làm mua về làm máy phụ nghe gọi chống cháy rất là ok nhé. Oppo A33 này là 500.000 cho các bạn nhé. Đấy, con này thì mình cũng không giới thiệu nhiều, tại vì nó 500.000 nó không khác gì con đen trắng cả. Đấy, các bạn dùng máy phụ rất là ok nhé. Tất cả là máy dùng bình thường nhé, không lỗi vặt cái gì nhé. 500.000 cho các bạn nhé. Đây, tiếp theo đây. Và tiếp theo thì hôm nay nhà mình lại về đây con này. Con này là con Samsung các bạn, con này là Oppo F3. Oppo F3. Đấy, con này là phiên bản của nó là RAM 3GB. Con này là bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Con Oppo F3, con này là F3 Lite các bạn nhá. Con này là Oppo F3 Lite. Phiên bản là RAM 3GB này, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Con này là chip của nó, bộ xử lý của nó là Qualcomm 8940 loại 8 nhá. Con Oppo F3 Lite thì con này là bản đen xì nhá. Bản đen này cực kỳ là hiếm. Oppo F3 Lite thì con này là bản đen xì cực kỳ là hiếm này. Đấy, cực kỳ là hiếm. Máy rất ngoại hình thì khách dùng rất là dữ này. Đấy. Ngoại hình khách dùng rất là dữ nhá. Con Oppo F3 Lite này thì gì nhỉ? Máy con này thì máy zin nguyên bản luôn, nó có cái hộp vật lý này, dùng rất là thích. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.4 triệu nhé. Con Oppo F3 Lite thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.4 triệu. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, thì là hai sim hai sóng. Đấy. Màu đen này rất là tuyệt nhé. Bạn nào thích màu đen các bạn mua làm máy phụ rất là sướng này, dùng là sướng. Bọn Oppo nó dùng thích lắm.
Đây, và tiếp theo thì là S9 đi. S9 thì hôm nay nhà mình về được 2 cây này. Hôm nay thì mình về được 2 cây S9 các bạn nhé. S9 thì hôm nay nhà mình về được 2 cây. S9 hôm nay thì về được 2 cây này. S9 ấy, hôm nay mình về được 2 cây. Đấy, S9 này về được 2 cây này. Con này thì là bản Hàn hay SIM hay sóng? S9 thì bản Hàn hay SIM hay sóng? Thì là S9 thì mình sẽ nói sơ qua qua cho bạn về cấu hình và RAM chip. S9 thì là màn hình của nó thì là 5,8 inch nhé. Nó như con S8 ấy. S9 nó như con S8 này, màn hình của nó cũng tràn viền 5,8 inch. Cấu hình con này là RAM, mình sẽ xem cho các bạn là RAM bao nhiêu GB. Đấy, RAM con này là RAM gì nhỉ? Hình như là RAM 4 bộ nhớ 64 rồi sao á. Đây con này là RAM 4 này. Bộ nhớ trong con này là 64 GB nhá. RAM 4 bộ nhớ trong 64 GB, S9 này. Đó. RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Thì là con này thì là nó chỉ bị hơi bị xước tí nốt home thôi các bạn nhá. Nốt home thì chỉ hơi bị xước một tí thôi. Con S9 này thì là ngoại hình còn 90/90%. Đấy. Chỉ màn hình thì đẹp nhá, màn hình thì đẹp. Màn hình thì đẹp này, không ngán này. Con S9 này thì bên mình, con này thì là mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.800.000. Chỉ mỗi xước mỗi phim home các bạn nhé. S9 này dùng rất là thích, bản Hàn hay SIM hay sóng. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 này các bạn nhé, hàng mới sớm nhất nhá. Đây, và con này thì là con màu mận chín này. À, và con này là con màu gì nhỉ? Đỏ nâu này, đỏ nâu này. Đấy, con này đỏ nâu. Con này thì đắt hơn một chút thôi. Đây. Con này thì là màn hình cũng đẹp nhá. Đấy. Con này cũng là bản Hàn hai SIM hai sóng, con S9 này bản Hàn hai SIM hai sóng. Thì mình sẽ nói sơ qua qua về xem phim nghe nhạc con S9 này xem các bạn như thế nào. Này, mình sẽ nghe nhạc cho bạn. Ui, con S9 loa cực kỳ là sướng phê lắm. Nói chung là các Samsung các bạn nó khỏi phải chê luôn. Đấy. Đấy, con này thì là đấy, S9 là khỏi chê luôn. Đấy, con S9 màu mận chín này, màu mận chín này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3.900.000 nhá. Đấy, mặt lưng thì con này thì hơi phải nhăm nhăm một tí thôi, nhưng mà được cái là máy zin nguyên bản. Con S9 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3.900.000 cho các bạn nhá. Đấy, màu mận chín này. Đấy, màn hình đẹp. Không ám muối, không lưu ảnh gì. Đấy, S9 nhá. Tất cả là đều là bản Hàn nhé. Hai con này đều là bản Hàn nhá. Hai con mình đều bản Hàn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. S9 nha. S8 hôm nay nhà mình về được hai con màu đen. Đấy, S8 hôm nay về được hai con màu đen này. Đấy, hôm nay nhà mình bên em lại về được hai cây màu đen. S8 thì màn hình cũng là 5,8 inch. Độ phân giải màn hình của nó cũng là 2K, tràn viền 5,8 inch. Độ phân giải của nó là 2K. RAM thì là RAM coi như là RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 64 GB. Con S8 nhỏ đấy ạ. Con S8 nhỏ thì con này thì là viền thì hơi phẩy một chút. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 con S8 này. Đấy, S8 nhỏ này nhá. Cấu hình cũng là RAM 4, bộ nhớ 64 GB, màn hình 2K, độ phân giải của nó là 2K nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý gọi giá là 3.500.000. Và con này thì là vỏ đẹp nhé. Đấy, vỏ đẹp, con này thì là 3.700.000 các bạn nhé. Hôm nay mình về được hai con, một con này 3.500.000 và con này là 3.000.000 gì nhỉ? 3.000.000 coi như là 700.000 S8 đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 các bạn nghe hàng sớm nhất nhá. Đấy, về được hai con nhá. Hai con này nhà mình màn hình đẹp hết nhá. Không ảm ồ hay gì nhá. Màn hình đẹp hết nhá. Bọn này thì nhà mình màn hình đẹp hết. Này, màn hình đẹp hết các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai con lốt 9. Lốt 9 hôm nay thì nhà mình về được hai cây. Đấy. Đây. Lốt 9 hôm nay nhà mình về được hai cây. Đấy. Một con màu titan đẹp titan này. Một con màu đẹp titan này thì là lốt 9 thì là phiên bản của nó thì là mình sẽ nói qua màn hình của nó là 6,4 inch, tràn viền 6,4 inch. Cấu hình con này là RAM gì nhỉ? RAM 6 bộ nhớ 128 GB là phải. Mình lâu lâu mình quên rồi. Trước mình hay bán nhưng mà lần này thì hôm nay về là mỗi hai cây. Con S9 à, con lốt 9 này là RAM 6 GB này, bộ nhớ trong con này là 128 GB, con lốt 9 nhá.
bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Thì là màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch, pin thì là 4000, hơn 4000. Máy thì ngoại hình thì còn 90%. Con lót 9 này thì có hỗ trợ coi như là cái bút. Các bạn mà chụp ảnh quay phim thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Các bạn chỉ cần bấm bút là sẽ quay phim, chụp ảnh các kiểu nhé. Đấy, bắt đầu luôn. Đấy, chỉ cần bấm bút là quay phim này. Đấy, các bạn bấm bút là sẽ vào máy ảnh nhé. Đấy, lót 9 dùng cái điểm rất thích ở cái chỗ đấy. Đấy, mình sẽ chụp các bạn. Đấy. Đấy, quay xuống như sao. Đấy, quay xuống để chụp nhé. Đấy, các bạn phải quay bút xuống để chụp nhé. Đấy. Và sản phẩm Samsung Lốt 9 này thì là màn hình bên mình đẹp, không ngả mối, không lưu ảnh gì. Con này thì bên mình đang bán với giá 6.500.000 các bạn nhé. Máy đẹp lên kèm 6.500.000. Con màu bạc Titan này là 6.500.000 các bạn nhé. Và con Lốt 9 màu tím này, màu tím màu ấy này thì các bạn tặng bà xã này, người yêu cực kỳ tuyệt vời luôn. Hoặc là bồ nhí rất là ok. Con này cũng màn hình đẹp kèm, không ngả mối, không lưu ảnh gì. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 6.500.000 cho bạn nhé. 6.500.000 phiên bản là RAM, con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Lót 9 là mình về 2 cây. Thanh lý của bạn với giá là 6.500.000 các bạn nhá, một con nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 9 này thì các bạn nhớ hàng lên sớm nhất nhá. Mình về 2 cây đẹp lên kèm. S9 Bluetooth, S9 Bluetooth thì hôm nay mình về một cây này sao ấy. Nhiều lắm. Đây. S9 Bluetooth. Thì hôm nay mình về được một cây này. Cây này thì là vỏ thì hơi phải phẩy một chút thôi. Con S9 Bluetooth này thì gì nhỉ? Đây. S9 Bluetooth thì là màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch. Phiên bản của nó là con S9 Bluetooth này thì là bản Hàn nhé. Con này cũng là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. S9 cộng bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM 6GB này. Con này là phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 256GB nhé. Con S9 Bluetooth này thì là màn hình của nó độ phân giải cũng là 2K. Mình sẽ vào nghe nhạc cho các bạn luôn đi. Nghe nhạc thực sản phẩm siêu phẩm ngày xưa của S9 Bluetooth các bạn. Mơ ước sử dụng bây giờ các bạn nghe nhạc xem như thế nào nhé. Con này thì mình chưa cài YouTube. Cột gỗ đi. Không cảm ơn đi. Mình sẽ vào YouTube cho các bạn nhé. Nói chung là RAM 6 bạn chạy. Không phải chê nữa, nó quá mượt luôn. Mà RAM của Samsung thì các bạn, nói chung là nó quá mượt luôn các bạn. Đây, nghe nhạc luôn. Đây. Các bạn nghe nhạc quá là phê luôn. Màn hình thì độ phân giải của nó là 2K. Đây, màn hình độ phân giải 2K các bạn xem phim thì quá là sướng luôn. Đây. Đây, các bạn xem phim thì quá là sướng luôn. Đấy, hôm trước một bạn mình là bảo mình test âm thanh cho các bạn luôn thì mình sẽ test luôn âm thanh. Đây, S9 Bluetooth siêu phẩm ngày xưa này. Phiên bản RAM 6GB. Là bộ nhớ trong con này là 256GB. Con này thì là màn hình của nó cũng đẹp nhá, nó chỉ hơi lưu một tí tí đây thôi. Các bạn để ý kỹ thì mới thấy. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 4.500.000 nhé. Con S9 Bluetooth này. Đấy, bên mình đang bán các bạn với giá là 4.500.000 cho các bạn nhé. Đấy, S9 Bluetooth phiên bản là 256GB nhá. 4.500.000 cho các bạn nhé. S9 cộng này ạ. Con S8 này chắc là mai mới bán được nhá, tại vì mai mới hết hạn mà. Mình xem con nào. A8 này. À đây, nhà mình còn mấy con này nữa cơ. S6 này. Samsung S6 này, S6 thì nhà mình còn con này. S6 của nó thì là con này thì là hàng nói chung là đây. S6 thì màn hình đẹp, không ngả mối, không lưu ảnh gì. Con S6 này là bản Hàn nhá, một SIM. Cấu hình con S6 này là RAM 3GB. Bộ nhớ trong là 32GB con S6 đây. Ngoại hình thì còn 90%. Con S6 này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 1.500.000 nhé. Con S6 này là 1.500.000. Đấy. 1 triệu RAM 3, bộ nhớ 32GB nhé. S6 nhỏ đấy nhá. Màn hình đẹp nhé. S8 thì hôm nay nhà mình về được 2 cây này. Đấy. A8 2018 nay nhà mình về được 2 cây. Một cây màu xanh này. Ngoại hình thì còn 90%. Đấy, máy rất là đẹp nhá. Con A8 2018 này thì là phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. A8 2018 màn hình đẹp nhá, không ám nhá. Hai con này thì là màn hình đẹp không ám. Đấy, phiên bản RAM 4, bộ nhớ trong là 32GB, bản Hàn, một SIM. Con này thì bên mình đang bán với giá là 2.4 triệu nhá, máy đẹp lên keng nhá.
không khác gì máy mới, 2,4 triệu con này nhá, màu xanh đấy nhá. Hôm nay về là con này đây, và con này thì rẻ hơn, con này thì là ngoại hình còn 90% thôi. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng, ngoại hình còn 90%. Con này thì xấu hơn nhá một chút, mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng ấy, con A8 hay con 18 này các bạn nhá. Đây ạ, sim villa vào mạng cả năm đấy nhá. Sim villa vào mạng cả năm thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 350k, nhưng mà sẽ có hai tính năng. Một là các bạn truy cập vào mạng cả năm miễn phí không phải mất tiền. Còn thứ hai là tính năng thứ hai là các bạn có thể là gì nhỉ? Có thể có chức năng nghe gọi. Ví dụ mà chức năng nghe gọi ấy, thì các bạn phải nạp thêm tiền vào nhá, nạp tiền vào để gọi nhá. Ví dụ mà các bạn mua những sản phẩm iPad này, iPad này bên mình ấy, các bạn mua iPad này bên mình, các bạn có thể là mua thêm một sim villa vào mạng cả năm này được, dùng rất ok nhé, rất là thích này. Đấy, sim villa vào mạng cả năm là iPad này. Đấy, thì các bạn có thể chức năng nghe gọi này, vừa nhất là vừa vào mạng rất là tuyệt vời nhé. Đấy, các bạn mua kèm con này cũng được, rất là thích. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Oppo A53 thì hôm nay nhà mình lại vừa mình về con này xong. Con Oppo A53 này thì là phiên bản của nó là RAM, con này là RAM 4 nhé, bộ nhớ trong là 128GB. Camera, con camera là âm màn hình nhá. Đấy, mặt sau thì là 3 camera. Được cái là thiết kế cái gông camera rất là đẹp này, mình đánh giá rất là xinh này. Đấy, mặt lưng rất là đẹp, máy đẹp leng keng nhá. Con Oppo gì nhỉ? A53 này thì là màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch nhá. Con này là HD cộng. Đấy, RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB. Pin con này là pin 5000. Con Oppo A53 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3,3 triệu cho bạn nhé, 3,3 triệu này, Oppo A53 đấy, máy đẹp leng keng, xà beng luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A53 này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Đấy, và cuối tuần thì mình hôm nay chắc mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn là ngày nghỉ cuối tuần thì là chúc các bạn là gì nhỉ, có thật nhiều niềm vui và đi chơi thật nhiều chỗ thật vui vẻ. Thì là trong miền Nam thì là Covid-19 đang mình thấy xem phức tạp hết đấy. Thì các bạn là trong vùng dịch thì chúc các bạn là có một sức khỏe dồi dào và để tránh qua một Covid, để còn ăn Tết được thật là tuyệt vời. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và tất cả sản phẩm bên mình thì là tất cả điện thoại bên mình ấy thì là báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng giá sản phẩm và ưng và gì nhỉ, máy nào các bạn nhấc máy lên thì lại trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào, hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.